Đông anh chị ha, khách cứ quá trời. Quẹo ngược ra lại này. Hẻm này là hẻm yên thế anh chị, nhà to thế. Quá trời đẹp ha. Đây là chung cư yên thế. Bộ đây thì cuối hẻm này chắc là không có lối ra đâu. Hẻm yên thế anh chị ha, khu nhà yên thế này cũng đẹp. Chủ nhật đóng cửa cũng rất là nhiều. Đây là đường sông Thao. Dạ, Sài Gòn hôm nay mến chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 11 giờ 15 phút ngày 15 tháng 4 năm 2022. Ở nhiệt độ ngoài trời bây giờ là 33 độ C thưa anh chị, khoảng 91 độ F. Và em đang đứng ở trên con đường Nguyễn Trọng Truyện, năm xưa có tên là Nguyễn Minh Chiếu, hướng này là ngã tư giữa cái con đường Nguyễn Trọng Truyện và con đường Nguyễn Văn Trỗi đó anh chị ha. Và trong cái buổi trưa ngày hôm nay thì em mời cô bác anh chị cùng với em đi dạo Sài Gòn một chút ở khu vực sân bay, phi trường Tân Sơn Nhất đó. Phía trước đây anh chị đi thẳng con đường Nguyễn Trọng Truyện thì chúng ta sẽ đi ra đường Phan Đình Phùng, tức là Võ Duy Nguy ngày xưa, Phú Nhuận. Còn bên tay phải anh chị sẽ đi con đường Nguyễn Văn Trỗi chạy về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua cầu Công Lý. Ngày xưa con đường có tên là đường Công Lý. Bây giờ thì em sẽ chạy tới ngã tư phía trước và em sẽ quẹo bên tay trái con đường Nguyễn Văn Trỗi đi về phi trường. Con đường Nguyễn Văn Trỗi này thì năm xưa có tên là đường Cách Mạng 1 tháng 11 thưa anh chị. Em cũng xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày bình an, thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Sài Gòn hôm nay là ngày Chủ nhật. Em quẹo ngược lại ha. Con đường Nguyễn Văn Trỗi này ngày hôm nay đẹp quá anh chị ha. Ở đây có một cái tiệm mà người ta làm mấy cái mô hình này đẹp quá anh chị. Điêu khắc, cái này là tượng gỗ tâm linh ha, anh chị ha. Tượng gỗ tâm linh ha. Có chiếc tàu, rồi những cái chậu ngà voi hay gì đó, bình bông rồi đó anh chị, điêu khắc đẹp quá trời luôn. Ở đây toàn là những cái nhà cao tầng không anh chị, kinh doanh buôn bán sầm uất nhộn nhịp đắt đỏ ở cái vị trí này. Và em đang chạy phía trước đây là ra con đường Hoàng Văn Thụ, ngày xưa là Võ Tánh, tiến về khu vực công viên Hoàng Văn Thụ ngày hôm nay. Ngày xưa là cái khu vực sân bay Dã Chiến, một cái bãi đáp trực thăng cho bệnh viện Dã Chiến 3. Khu đất của phi trường Tân Sơn Nhất ngày xưa rất là rộng lớn, bây giờ thì xẻ thịt hết rồi, bây giờ chỉ bằng 1/3 lúc trước thôi, còn lại rất là ít thưa anh chị. Uh...
đây là một cây xăng này, đó quẹo bọc cây xăng này anh chị đi con đường Hoàng Văn Thụ, bỏ tánh năm xưa hướng đi về chợ Ba Triệu ha. Còn vị trí này thì em và anh chị băng qua cái ngã tư này chạy về hướng của thị trường Tân Sơn Nhất. Ngày hôm nay thì tất cả các cái rào cản cho cái việc nhập cảnh về Sài Gòn mình thì cũng gần như được bỏ hết rồi anh chị. Chính xác là trưa 0 giờ ngày 15 tháng 5, tức là ngày hôm nay, 15 tháng 5 là bỏ xét nghiệm khi nhập cảnh rồi anh chị ha, không còn phải xét nghiệm âm tính nữa. Đó. Trước đó thì chúng ta bỏ ngày 27 tháng 4 là chúng ta bỏ không có khai báo y tế. Còn bây giờ thì chúng ta bỏ luôn cái xét nghiệm âm tính. Lúc trước mà muốn nhập cảnh vào Việt Nam, vào Sài Gòn mình thì bây giờ là phải có xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ đối với PCR, còn 24 giờ đối với test nhanh anh chị ha, thì mới được nhập cảnh. Còn này từ bắt đầu ngày 15 tháng 5 này là chúng ta bỏ luôn rồi, không có xét nghiệm nữa. Cho nên là một phần nào đó thì cũng rất là thuận tiện để cô bác anh chị có thể ghé về Sài Gòn. Đây là bên trái anh chị chạy về Lăng Chai Cạ này, con đường cắt ngang công viên Hoàng Văn Thụ. Bên phải đây thì chúng ta sẽ đi hướng đi về phi trường và có một con đường phổ quang để chúng ta đi về ngã ba Chú Ý, ngã sáu huyện Thái Sơn đó thưa anh chị. Trời Sài Gòn bây giờ thì cũng rất là nắng, cho nên là em cũng đi chậm chậm nép nép ở phía bên trong này, có cái bóng cây cho nó mát. Đây bên tay phải em là con đường Phổ Quang, chạy về công viên Gia Định, về ngã ba Chú Ý, ngã sáu huyện Thái Sơn ngày hôm nay. Còn em đi hướng này chạy thẳng về con đường, chạy thẳng về phía trường đi từ Tân Sơn Nhất. Qua wow, có cái hàng cây cũng mát mẻ mà cảnh vật lại hơi đẹp đẹp nữa anh chị. Ở cái khu vực hướng đi về thị trường Tân Sơn Nhất này thường thì buôn bán làm ăn nhộn nhịp lắm anh chị, đắt đỏ lắm. Khu này thuê mướn cũng rất là đắt ha. Nhưng mà kể từ sau dịch thì nó cũng hạ nhiệt đi rất là nhiều, khách khứa không có. Sắp tới thì khi mà chúng ta bỏ hết tất cả các cái điều kiện để nhập cảnh như là xét nghiệm rồi khai báo gì đó thì hy vọng là cái lượng khách đổ về Sài Gòn nhiều hơn, công ăn việc làm ăn nó sẽ tốt hơn. Phan Đình Giót anh chị ha, lên trên này thì chúng ta đụng cái con đường Trường Sơn á, chạy thẳng về phi trường Tân Sơn Nhất. Trời khá là nắng. Cái hàng cây rất là to luôn anh chị, to cao. Nếu mà cô bác anh chị về Sài Gòn thì thường hay đi trên những cái con đường này, những quán ăn, những quán nước, rồi người thân bạn bè đưa đón. Ở đây thì em mời cô bác anh chị quẹo vào con đường Trà Khúc nha, trước khi đi về khu vực phi trường Tân Sơn Nhất. Ở Trà Khúc này là chạy qua Phổ Quang anh chị. Ở đây thuộc quận Tân Bình. Một loạt những con đường ở xung quanh đây thì thường nó có tên vùng sông nước. Đây là đường Trà Khúc. Bên kia là số 11 Trà Khúc, có cái biệt thự rất là to ở đây bên trái em. Chỗ này thì chúng ta tới khu chung cư rồi.
Đây, khu chung cư bên ngoài đó là con đường Phổ Quang đó anh chị. Chạy ra con đường Phổ Quang để vào đây coi. Khu này là khu đất của phi trường đó, Tân Sơn Nhất ngày xưa. Bây giờ thì phi trường còn bé tẹo. Mấy cái khu này thì lên chung cư, nhà phố, biệt thự rồi gì. Ở đây là con đường Sông Đà anh chị. Có cái quán này giống quán nước, quán bar gì này. Đây con đường Sông Đà này anh chị ha. Trong này thì đa số là chắc là cán bộ, con ông cháu cha mới được sở hữu một cái khu ở trong này. Sau năm 75 thì cái khu này bắt đầu người ta mới chia dần ra. Đây là Sông Đà anh chị ha, đi ra con đường Trường Sơn. Đó, Trường Sơn. Ở đây đa số là những cái quán ăn của người Bắc, hương vị Bắc. Bánh cuốn nóng cũng có hương vị đặc biệt miền Bắc. Tiếp tục tới đây là chúng ta đi tới cái con đường Sông Đáy. Đây, anh chị vào. Hôm nay là ngày Chủ Nhật cho nên cái khu này nó ít nhộn nhịp hơn. Cái khu này thường thì sẽ có những cái công ty rồi chuyên về xuất nhập khẩu, đường bay, rồi vận chuyển hàng hóa, logistics, DHL đó, cái khu này anh chị. Rồi những cái cơ quan, công ty, nhánh nhỏ của Vietnam Airlines hoặc là Vietjet, Bamboo Airways, đa phần là như vậy. Đây là đường Tản Viên anh chị nha. Và cho những cái khu ở đây cũng có là cho những cái khu người nước ngoài thuê làm văn phòng, người Nhật, người Hàn rồi đó. Người ta hay thuê công ty văn phòng ở đây. Nhà ở đây thì to, nằm sâu ở phía trong, cũng như là giá cả nó rất là đắt đỏ anh chị. Ngày thường thì anh chị em công nhân viên đi làm ở đây đông lắm, người ta đi ra ăn uống buổi trưa như thế này nhiều. Hôm nay ngày Chủ Nhật thì cũng nghỉ hết rồi. Em chạy một chút nữa. Đây là đường Đồng Nai này. Ở đây một loạt những cái con đường mang cái tên Tiền Giang, Hậu Giang, Sông Đáy, Sông Đà. Đó, nó như thế anh chị. Đây là ra lại con đường Trường Sơn ha. Nó cứ một trục em sẽ loanh quanh ở trong này trước. Đây đường Tiền Giang nè. Đó, quán xá ở trong này thì cũng nhiều lắm ha, các cái khu nhà hàng vui chơi ăn uống ở đây. Đường là đường Tiền Giang, bên trái em là đường Đống Đa. Đó, Đống Đa đây ha. Chủ Nhật đóng cửa cũng rất là nhiều. Đây là đường Sông Thao, anh chị thấy không? Những cái con đường sông nước. Và ngày Chủ Nhật thì nó khá là trống vắng ha, vắng lặng. Ngày xưa em có làm bên gỗ, nó có làm với một công ty Nhật. Công ty của Nhật người ta hay nhập mấy cái đồ gỗ cho thú cưng, mấy con chuột đó anh chị. Chuột hình như là chuột không đó, dành những cái nhà, những cái đồ chơi cho mấy con chuột. Chuột hamster đó anh chị. Đây con đường Lam Sơn em phải ha.
trái cây tươi. Đây được Tiền Giang. Đây có quân chủng phòng không, không quân trạm 77 này anh chị, bên trái của em gì đó, quân chủng phòng không. Đây con đường Đồng Nai à. Đi lòng vòng một hồi gì nữa, cũng quay đi quay lại những cái con đường ở cái chỗ này anh chị, nó nối thông với nhau hết trơn á. Ở đây là quận Tân Bình anh chị ha. Thiết bị y tế rồi này chia chi nào à, cái khu này ở đây thì ít có người mà gọi là có nhà ở đây mà để ở lắm anh chị. Chủ yếu là người ta cho thuê, cho mấy cái công ty rồi thuê làm văn phòng đó. Tháng cũng tiền không, mấy chục triệu, mấy chục triệu à, có thu nhập rồi người ta lại lấy cái tiền đó, người ta lại đi thuê ở một cái chỗ khác chẳng hạn ha. Giá rẻ hơn rồi, còn cái tiền dư đó thì cất dành đó, cái kiểu như vậy. Ngày hôm nay đây em chạy ra lại cái con đường Trường Sơn nên chị, đó bên phải đây là đường Tiền Giang rồi đó. Đây đường Cửu Long băng ra Hồng Hà, Phạm Văn Đồng. Con phố này ngày Chủ Nhật cũng vắng vẻ anh chị ha. Bây giờ du khách nói chung là chưa có à, mặc dù chúng ta đã gỡ phong tỏa các nước trên thế giới, số ca dịch cũng giảm dần, rồi gỡ bỏ các cái hạn chế đi lại, tuy nhiên thì nó vẫn có rất là nhiều cái vấn đề để du khách người ta đang chưa có đi du lịch. Ví dụ như là còn chiến tranh nữa nè, rồi kinh tế bây giờ cũng hoảng quá, chi phí cái gì cũng tăng cao đó. Rồi nói chung là Việt Nam mình vừa mới bỏ cái xét nghiệm nữa, cho nên là sắp tới cơ, phải sắp tới cơ. Đây là con đường Cửu Long anh chị ha. Cửu Long. Hy vọng là sắp tới sẽ đông đúc nhộn nhịp, phục hồi lại cái du lịch, phục hồi lại kinh tế. Cũng như hy vọng là giá xăng đồ được giảm bớt anh chị, giá xăng cho cái chi phí những cái ngành hàng khác nó giảm theo, chứ cao quá cũng chết. Bên phải em là đường Đống Đa đó anh chị. Con đường Cửu Long này thì anh chị đi ra Hồng Hà rồi đi ra Phạm Văn Đồng rồi luôn đó anh chị. Ngày Chủ Nhật ở đây yên ắng hơn rất là nhiều anh chị ha. Cuốn bò, cuốn bò Huế yên ắng hơn rất là nhiều, chứ bình thường thì đông đúc nhộn nhịp lắm. Ở đây chúng ta có con đường Lam Sơn, Cửu Long, Lam Sơn, khu nhà đang xây nè. Khu đất này cũng là khu đất của phi trường Tân Sơn Nhất ngày xưa anh chị ha. Bây giờ thì nhà cửa mọc lên quá trời anh chị thấy không. Rồi ở đây em mau vào phải con đường sông Thao mà lúc nãy em cũng có đi vậy đó. Nó đi một hồi là nối nhau tùm lum á anh chị. Đường ở đây nó cũng không có cái dạng là bàn cờ đâu, nó cứ ngoặt chỗ này quẹo chỗ kia tùm lum vậy đó. Chạy một hồi là cũng ra các cái con đường giống giống nhau lại à. À, đây các cái vòng, các cái văn phòng tour du lịch đồ này anh chị à, bây giờ bắt đầu hoạt động trở lại ha. À, mấy ngày hôm nay thì ở đường Hai Bà Trưng ngay chỗ công viên Lê Văn Tám, cái nghĩa trang Mạc Định Chi đó anh chị, thì có tổ chức cái ngày hội du lịch, bắt đầu là giảm giá các cái tour à, thu hút thêm khách du lịch
em quẹo ra con đường này là con đường Đống Đa. Có lẽ những cái con đường ở đây hầu như là khá là lạ lẫm với cô bác anh chị ha. Ngày xưa đâu có, trước năm 75 những con đường này chắc là không có đâu, hoặc là nó những cái con đường trong cái khu phi trường thôi. Mà không biết cô bác anh chị có cái thông tin, có cái góp ý nào ở cái khu vực này hay không, có thể để lại cho em một vài cái bình luận phía dưới để tham khảo anh chị ha. Đường em sẽ đi thẳng cái con đường Cửu Long này luôn ha. Thôi thì cỡ bò Hà Nội đó anh chị. Em thấy ở đây toàn là quán Hà Nội, quán Bắc đó rất là nhiều. Thôi thì bỏ được cái xét nghiệm như thế thì cô bác anh chị cũng mạnh dạn hơn để chúng ta về thăm Sài Gòn vui chơi một vài tháng chẳng hạn. Bây giờ thì nếu mà còn xét nghiệm thì cái rủi ro cao lắm, về nhiều khi dính một cái là rất uổng tiền vé máy bay đó. Đây là con đường Yên Thế, cho nên là thôi thì như thế cũng vui, một cái tin vui. Sài Gòn cũng có tin vui đó anh chị. Đây, khu này nhà đẹp quá ha. Ở đây họ có để là đường hẻm để lưu thông, không đậu các loại xe. Có để cái đường hẻm, có để cái bảng như vậy. Trời, những cái lỗ cống nó sụt lún xuống sâu vậy ha. Cái lỗ nước, đặt cái đồng hồ nước. Hẻm này là hẻm Yên Thế anh chị, nhà to thế. Quá trời đẹp ha. Đây là chung cư Yên Thế. Bộ đây thì cuối hẻm này chắc là không có lối ra đâu. Hẻm Yên Thế anh chị ha, khu nhà Yên Thế này cũng đẹp. Rất là yên tĩnh cho một con hẻm Yên Thế. Đây, hẻm Yên Thế luôn này. Anh chị thấy không? Trong này cũng nhiều công ty lắm nha. Nhiều công ty dịch vụ vận chuyển hàng hóa rồi đó. Đường xá trong này thì nó không có đẹp, nhưng mà nhà ở trong này nhà to không. Yên tĩnh cực kỳ luôn anh chị. Cái này mà đi buổi chiều chiều tới tối trời mưa thì cũng hơi bị lạnh đó. Vắng vẻ lắm nha. Hẻm 60. Hẻm này là hẻm 60 Yên Thế. Toàn công ty không á mày. Sao mà yên thế. Đây là con đường Yên Thế. Con đường Yên Thế này nhiều hẻm ghê anh chị. Ồ, đây một cái quán dê Lam Sơn gì nè, bỏ hoang. Con đường Yên Thế này nhiều xe ghê, nhiều hẻm ghê á, mà hẻm lớn lớn to to rồi nhà cửa đắt đỏ không á anh chị.
rồi đóng cửa 100%, không có một cái động tĩnh gì ở đây. Khu đất của phi trường Tân Sơn Nhất năm xưa bây giờ vào thấy khác lạ, ngỡ ngàng quá anh chị ha. Ở đây có cái nhà cũ này, khu này là khu gì đây? Trong này còn có cả đường đất nữa ha, nó cấm đồ rác tiểu bậy, có camera quan sát, trời ơi mắc cỡ quá. Cấm đổ rác và tiểu bậy, có camera quan sát. Đường trong này hơi xấu một tí anh chị. Biết đây là ra cái khu nào, khu này là có cây mai tây rồi nè, nội khu rồi. Ở phía sau này hình như là có lối đi. À hết rồi, chỗ chó, nó quẹo ra anh chị nhé. Vào mấy khu này chó không à, chạy không kịp. Yên thế, đường yên thế. Này đi ra đâu đây? Galaxy Hotel, cấm đậu xe ô tô. Đây là đường Lam Sơn. Khách sạn ở đây cũng nhiều. Bên tay phải của em có con hẻm nào không? Chạy ra Yên Thế nữa không? Em thấy cái khu đường Yên Thế này có vẻ vui á, nhiều hẻm. Trong này cũng nó rộng ghê anh chị ha, chạy nãy giờ mà còn quá trời. Đây, em quẹo bên tay phải này, đi đâu đây? Đây là hẻm số mấy đây? 40 Lam Sơn, đây là con hẻm của Lam Sơn chứ không phải là của Yên Thế. Chắc chúng đây là hẻm cuộc rồi. Trước nhà có cái khu viên rộng như thế này ở rất là sướng anh chị, không có phải hẻm thông á, thành ra là nó cũng không có nhiều cái sự phức tạp ở đây. Nếu mà hẻm thông thì có đôi khi cũng rối lắm á, phức tạp, người ra người vào nhiều. Còn khu hẻm cụt mà có cái khuôn viên rộng như thế là quá tuyệt vời rồi. Copper chiếc mini này đẹp quá anh chị ha, xe nhỏ xíu. Đó, đây là cũng là cái con hẻm của Lam Sơn chắc rồi. Đây là con đường, đường là đường Hát Giang, Hát Giang anh chị ha, hát đó, hát karaoke đó, Giang. Nhà cũng có nhà cũ nhiều chứ anh chị, chứ không hẳn là chỉ có những cái khu nhà mới đâu, có nhiều nhà cũ. Ra đây là ra đường Yên Thế lại đây này. Yên Thế rồi, em vừa trái Yên Thế anh chị ha. Hát Giang, Yên Thế. Ra đây thì có con đường này là con đường bên phải anh chị, chắc là anh chị chạy về ngã ba Chú Ý này ha. Chỗ này thì cũng không có đèn xanh đèn đỏ. Thôi em quẹo phải đi. Đường này là con đường Hồng Hà đó anh chị, Hồng Hà ha.
Đây là những cái khu mới sau này thôi. Phía trước có một anh bán cơm Thái, bún bò, hớt tóc. Ở đây thì chắc là em sẽ quẹo bên mé tay trái thưa anh chị, đi về lại ngược của thị trường Tân Sơn Nhất. Phía trước anh chị ra công viên ha, công viên khu ngã ba Chú Ý á. Con đường này là con đường nối giữa Hồng Hà và Bạch Đằng. Đây, con đường Bạch Đằng đi ngược về lại phi trường Tân Sơn Nhất. Khu này thì hầu hết đa số là những cái món ăn hương vị Bắc. Còn có cả những có Hồng Hà, ở đây có mấy quán thịt chó nữa chị, phía dưới này nè, đi thẳng qua bên này chúng ta thấy. Nè, em đi một chút nha. Đây là con đường Bạch Đằng ha, chạy từ khu vực ngã sáu Nguyễn Thái Sơn đi về đây, ngã ba Chú Ý cũ đó. Quán Nam Bắc lẩu bò, lẩu đuôi bò 7 món. Cơm cũng cơm Bắc. Quán Gà Ta, cơm Bắc, bi Hà Nội, thịt chó. Đó, thịt chó này, quán thịt chó cây xoài. Rồi, chuyên chế biến các món thọ. Đây là con đường Hồng Hà luôn á anh chị. À, Bạch Đằng chứ. Rồi xe taxi quá trời, nối đuôi nhau chục chiếc hơn, chạy từ từ ở đây nè anh chị. Bên phải em là cái khu công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây có khu chung cư nên taxi vào đây nhiều, kiếm khách. Bên phải của em ha, chung cư này là ngày xưa em có chạy tới đây một lần rồi. Hướng này là chúng ta đi ra lối đi vào sân bay luôn. Blue Sky. Khu chung cư này đó tên là Blue Sky. Chỗ này thì có nhiều cái công ty vận chuyển kho hàng. Rồi ở đây thì chúng ta quẹo ngược ra phi trường rồi anh chị. Dòng xe trên cầu vượt là cảng hàng không quốc tế đó. Rồi em quẹo phải về khu vực phi trường Tân Sơn Nhất, cập nhật một vài cái hình ảnh ở phía trước gửi đến anh chị thôi. Em không gửi xe đi vào trong đâu. Bây giờ các chuyến bay cũng càng ngày càng nhiều rồi, đặc biệt cái dịp 30/4 chơi lễ vừa rồi ha, ngày nghỉ vừa rồi nó rất là đông khách.
vô sườn cá này. Rồi ở đây thì em sẽ quẹo bên tay phải đi một chút vào cái khu vực đón khách anh chị ha. Đây thấy ông taxi ở đây chạy như ăn cướp. Ở đây có nhiều cái cảnh tượng, ví dụ như phải chạy cho nhanh để kiếm khách, bắt khách rồi giành khách rồi này kia. Cuộc sống bây giờ miếng cơm manh áo. Khu này là vào cái khu giữ xe hai bánh anh chị ha. Ở đây thì xe máy quẹo trái đi thẳng là xe hơi. Dạ trời ơi, để cái mớp to quá. Đó, xe taxi sẽ đón người thân thì đi vô trong đó. Ở trong phi trường thì bây giờ ngày hôm nay nhiều khi người ta cũng cho đi xe bus rồi đó anh chị. Xe bus. Ở đây thì đón khách, đón người thân, các anh xe ôm rác rồi gì bây giờ. Đông anh chị ha, khách cứ quá trời. Máy này luôn á. Quẹo ngược ra lại này. Có công an rồi đứng ở đây lập chốt ở đây nữa. Lúc trước không có, bây giờ thì đông. Sắp tới ở đây sẽ đông đúc hơn rất là nhiều. Rồi em qua đường ở đây nha. Xe quá trời đông mà. Em xin nhà anh phải quẹo về Lăng Chả Cả, hướng Lăng Chả Cả đó anh chị. Đây mấy chú công an đi quần ở đây ha. Bây giờ không có còn ai đậu ở đây để đón khách được nữa anh chị. Công an họ đuổi hết đi á. Đón khách rồi bây giờ phải đứng xa xa ngoài này nè, chị thấy không? Wow, bây giờ là 12 giờ luôn rồi, đúng 12 giờ. Hướng này em đang chạy là chúng ta đi về lại Lăng Chả Cả anh chị ha. Trên con đường Trường Sơn. Và trong cái buổi trưa ngày hôm nay thì em đi dạo ở cái khu đất của phi trường Tân Sơn Nhất ngày xưa. Ngày hôm nay thì người ta phân lô làm nhà hay gì đó rồi cũng công ty xí nghiệp mọc lên rất là nhiều trong những cái khu đất đó. Cũng như là ghé một chút vào khu vực ở phía trước phi trường. Thôi thì có một vài cái tin vui nho nhỏ như thế cùng chia sẻ và gửi một đôi lời tâm sự với cô bác anh chị trong ngày Chủ Nhật. Tình hình ở Sài Gòn như vậy. Ngày hôm nay thì cũng đang vắng du khách lắm anh chị, nhưng mà sắp tới khi chúng ta bỏ cái việc xét nghiệm đi rồi thì có lẽ là sẽ đông hơn. Và đặc biệt là cô bác anh chị cũng sẽ thoải mái hơn trong cái việc ghé về thăm Sài Gòn. Thì em xin chúc cô bác anh chị và các bạn luôn bình an và giữ sức khỏe hạnh phúc. Rồi bây giờ thì em tạm dừng cái clip ở đây thôi. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.